Thưa quý vị và các bạn, để có một mùa hè ấn tượng sôi nổi dành cho các em thanh thiếu niên nhi đồng trong tỉnh, sau những tháng miệt mài với sách vở, tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tổ chức nhiều lớp học kỳ quân đội, giúp các em vừa có sân chơi lành mạnh bổ ích, vừa được trang bị tích lũy kỹ năng sống cho bản thân và qua đó còn giáo dục các em nâng cao ý thức và trách nhiệm về tình yêu quê hương đất nước, yêu thương bảo vệ gia đình, biết đoàn kết với bạn bè qua các hoạt động thực tế trong môi trường quân đội. Khi nói đến học kỳ quân đội, nhiều bạn trẻ đã nghĩ ngay đến hình ảnh những chiến sĩ nhí đang được rèn luyện trong môi trường quân đội, cùng ăn, cùng ở, cùng làm như những chú bộ đội thực thụ. Đó cũng là mục đích mà các chương trình học kỳ quân đội hướng đến để vừa học vừa rèn cho các em thiếu nhi trong tỉnh trưởng thành hơn sau từng khóa học. Nhiều năm qua, chương trình học kỳ quân đội được đánh giá là hoạt động bổ ích, thu hút hàng trăm học viên mỗi dịp hè. Bởi chương trình được trang bị nhiều buổi học ý nghĩa giúp các em trưởng thành hơn. Như buổi học về an toàn giao thông học đường, phương pháp xử lý và bảo vệ mình khi xảy ra hỏa hoạn, thực hành phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đây là những tiết học được chọn lọc và mang nhiều ý nghĩa thiết thực dành cho học viên. Chính vì vậy mà nhiều phụ huynh đã chọn học kỳ quân đội để con em của mình có được một mùa hè sôi nổi và học được nhiều kiến thức bổ ích. Nói chung mà mình cũng muốn cho con mình nó trải nghiệm về cái cuộc sống trong cái quân đội nó như thế nào. Đồng thời là khi mà mình theo dõi trên các chương trình á, thì mình cũng thấy là cái học kỳ quân đội này nó có cái nhiều cái chương trình mà nó phù hợp với con mình, phù hợp với tính cách. Cho nên mình muốn nó đi trải nghiệm, đồng thời là rèn luyện được cái môi trường kỷ cương, kỷ luật á. Để sau này có thể nó sẽ giúp ích được cho con mình về cái kỹ năng sống cũng như là cái kiến thức bổ sung cho bé từ từ hình thành đến nhân cách của bé. Để chuẩn bị tốt cho chương trình học kỳ quân đội năm nay, ngay từ những ngày hè đầu tiên, tỉnh đoàn Bạc Liêu đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch tổ chức chương trình học kỳ quân đội cho các em thanh thiếu niên trong tỉnh có độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi. Trong đó, lên kế hoạch chi tiết để trong thời gian 10 ngày diễn ra khóa học, các em được trang bị nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng nhất có thể và quan trọng là các kiến thức, các kỹ năng phải phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi của các em. Thì để chuẩn bị cho cái chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã phối hợp với các ngành liên quan như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh bàn bạc về cái nội dung chương trình. Thì trong đó để đảm bảo các cái yếu tố để thực hiện tốt nội dung chương trình thì chúng tôi cũng có phân ra cái ba nội dung chính. Thứ nhất là giáo dục cho các em về truyền thống bộ đội Việt Nam để nâng cao cái lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho các em. Thứ hai nữa là trang bị cho các em các cái kỹ năng thực hành xã hội để ứng phó với các tình huống xảy ra trong cuộc sống. Và cái nội dung thứ ba đó là định hướng các em về những cái giá trị tình cảm, gia đình cũng như là sự cảm quan xã hội để nâng cao cái lòng yêu nước, cái lòng yêu thương người và cái tinh thần trách nhiệm của các em đối với xã hội. Thì trong đó chúng tôi bố cục các cái nội dung bài giảng đảm bảo thời lượng và cái sức phù hợp với cái lứa tuổi. Thì sau khi xây dựng được cái bố cục chương trình thì ban tổ chức họp và phân công chọn các nội dung bài giảng và phân công giảng viên phù hợp với các nội dung. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị các nội dung để cho các em tham gia cái chương trình học kỳ quân đội năm nay nó đạt được cái hiệu quả và cái chất lượng theo yêu cầu của hội đồng của phòng an ninh cũng như là sự đáp ứng cái sự kỳ vọng của phụ huynh dành cho cái chương trình. Là một chiến sĩ nhí nhưng phải tuân thủ theo các nguyên tắc nội quy của người lính, từ giờ ăn, giờ học, giờ luyện tập, giờ nghỉ ngơi cho đến thời gian sinh hoạt cá nhân cũng phải theo nề nếp và theo quy định giống như các chú bộ đội. Khoảng thời gian 10 ngày xa nhà, không được sử dụng điện thoại để liên lạc về cho cha mẹ, thật sự là một điều khó khăn đối với các chiến sĩ nhí lần đầu xa gia đình. Nhưng bù lại, các em luôn có bạn bè là đồng đội bên cạnh. Hơn nữa còn được sự giúp đỡ chia sẻ của các anh chị điều phối viên, nên phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhà. Đặc biệt trong nếp nghĩ của mỗi học viên khi tham gia học kỳ quân đội là được huấn luyện, là được trưởng thành, nên buộc các em phải vượt qua khó khăn cùng tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao. Chính điều đó, nhiều chiến sĩ nhí đã vượt lên cảm xúc bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.
Mỗi ngày thì sáng tụi em thức lúc 5 giờ để chuẩn bị, để 5 giờ rưỡi thì tập thể dục, rồi lên coi thay đồ, đi ăn sáng rồi xong lên gấp nồi dụ, rồi tụi em đi học. Rồi buổi trưa thì tụi em sinh hoạt này học, học xong thì đi giặt đồ, quần áo này nọ là tụi em tự lo hết, phơi đồ cũng vậy luôn. Rồi đi ăn rồi tối là tiếp tục sinh hoạt chung với mọi người, là sinh hoạt rất là vui tại vì mọi người rất hòa đồng. Bình thường là đi chơi 2 ngày là về ở với mẹ không à, bởi vì đợt đi 10 ngày đợt này nhớ dữ luôn. Nhiều khi cũng muốn về lắm nhưng mà sự khuyên của mấy anh chị điều phối viên thì gán ở lại 10 ngày. Dạ, em cảm giác là rất nhớ ba mẹ. Mấy ngày đầu thì cũng có vài ngày là cũng muốn được lén ra để về với ba mẹ, nhưng mà mình phải chấp hành đúng công việc và cái khóa học hiện tại của mình. Dạ, thường ở nhà thì em cũng ít thực hiện, em chỉ giúp ba mẹ việc mua đồ, ăn sáng, giặt đồ, rửa chén và làm những công việc vệ sinh cá nhân riêng cho mình. Dạ, các bạn ở đây rất là hòa đồng, dễ thương, ai cũng giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng sống chung với một tinh thần là sống tập thể chứ không vì cá nhân của ai hết. Hôm nay hai đứa giặt đồ thì hai đứa kia phơi đồ, hai đứa giúp tiểu đội em thì bên chia phòng ga nữ với nam riêng nhau, nên nữ sẽ giúp đỡ bên nữ, nam giúp đỡ bên nam. Nếu mà tiểu đội tập hợp chung với nhau thì tới một cái thời điểm nào đó chúng em cần giúp đỡ thì lúc nào chúng em cũng phải giúp đỡ lẫn nhau hết mình. 10 ngày tham gia học kỳ quân đội, các em được tham gia các chương trình huấn luyện và học tập liên tục. Lúc thì ở giảng đường, lúc thì ra thao trường luyện tập và cũng có lúc ra sân chơi những trò chơi dân gian bổ ích. Trong chương trình học kỳ quân đội lần này có những chuyên đề đặc biệt để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ thanh thiếu niên hiện nay, để các em biết được từng tấc đất của đất nước Việt Nam là bao mồ hôi, bao nước mắt và bao xương máu của các thế hệ cha ông đã không ngại hy sinh gian khổ giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Thế hệ trẻ là thế hệ tương lai, tiếp bước thế hệ cha anh và có trách nhiệm trọng đại trong giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Dạ, là con được cảm thấy là mở mang thêm kiến thức, biết thêm được vùng biển của Việt Nam. Thầy dạy con tiếp thu được cũng nhiều kiến thức. Dạ, tiếp thu là con biết được vùng biển Việt Nam rất là quan trọng. Dạ, nó có thể là đánh bắt cá, có những cái vùng biển thuận lợi có thể làm cảng lớn. Có hai quần đảo là Trường Sa và Hoàng Sa. Dạ, để bảo vệ là nữa con lớn con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để bảo vệ vùng biển của Việt Nam. Đặc biệt để giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, hướng cho các em sống có ích cho cộng đồng và xã hội, và luôn có ý thức tránh xa các tệ nạn xã hội hiện nay. Ở mỗi khóa học kỳ quân đội đều có chuyên đề về ma túy học đường, để các em nắm được những tác hại của các chất ma túy gây ra cho con người và các phương thức hoạt động thông dụng của các tội phạm liên quan đến ma túy đã và đang xâm nhập vào học đường để các em phòng tránh. Qua buổi học, giảng viên còn cung cấp thêm một số hình ảnh về các loại ma túy thường gặp để các chiến sĩ nhí nhận biết và đủ kiến thức, đủ bản lĩnh để tránh xa cạm bẫy ma túy ở học đường. Dạ, ma túy thì có tác động rất là xấu, có thể là gây tổn hại rất là nhiều bệnh, hoặc là có thể làm người đó có thể trở nên là một người xấu, một người xấu, cho nên là chúng ta cần phải né tránh ma túy. Qua cái chủ đề đó thì con rút ra được rất là nhiều bài học về phòng chống không có sử dụng ma túy hoặc là những cái loại ma túy để chúng ta có thể phòng chống. Con cảm thấy đây rất là những bài học rất là hữu ích. Khi mà mình phát hiện những cái đối tượng về ma túy thì mình cần phải báo với cơ quan chức năng hoặc là báo với người thân để mà có những cái biện pháp, có những cái hành động, và chúng ta nên khi mà gặp thì chúng ta nên né tránh. Dạ, em nghĩ là qua cái tiết học đó rất là bổ ích và mình biết thêm được những loại ma túy
và để biết cách phòng chống. Từ đó là mình phải học thật giỏi, cùng với mọi người tuyên truyền rộng rãi để ngăn chặn ma túy, để nó giảm bớt phần nào. Ngoài những giờ học để trang bị kiến thức bổ ích cho học viên, thì tại lớp học kỳ quân đội còn những giờ sinh hoạt lý thú vui nhộn bằng các trò chơi dân gian mang tính đồng đội, các điệu nhảy hiện đại như trò chơi dân gian team building, thi dân vũ nhảy hiện đại, hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về lịch sử truyền thống dân tộc Việt Nam, và còn những đêm văn nghệ, đêm sự thật để các em tự sự, tự trải lòng về những lỗi lầm của mình đã từng gây ra làm cho cha mẹ buồn, và để các em tự nhận lỗi, tự khắc phục mình mà sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình. Từ những hoạt động thực tế giúp các em trưởng thành hơn rất nhiều trong nếp sống sinh hoạt thường ngày và cả trong suy nghĩ. Nhiều chiến sĩ tham gia khóa học đã tự tin chia sẻ, khóa học này đã trang bị cho em rất nhiều kiến thức bổ ích. Dạ, em thấy khá là nhớ nhà, nhưng mà một phần là ở đây là cơ sở vật chất cũng rất là tốt, nên là con thấy là cũng vơi đi được nỗi nhớ một phần nào. Mọi người ở đây rất là hòa nhã, ai cũng dễ thương, và đặc biệt là họ luôn giúp đỡ em khi em khó khăn. Dạ, là em ấn tượng nhất là mình là được rèn cái tính trưởng thành, và mình tự lập hết mọi việc, không cần có cha mẹ, và từ đó là khi mà mình về nhà mình có thể đỡ đần phần nào giúp cha mẹ để cho cha mẹ khỏe hơn từng ngày. Dạ, em cảm thấy em trưởng thành hơn rất nhiều luôn á, tại vì bình thường ở nhà là những công việc đó em không có làm, rồi khi đi thì bắt đầu là sự hướng dẫn này nọ thì em cũng đã làm được nhiều, trưởng thành lên rất nhiều. Đêm ấn tượng nhất của em là đêm sự thật, là mình được đọc thư của ba mẹ và được trải lòng mình với các bạn về cảm xúc của mình dành cho ba mẹ. Thì cũng có rất nhiều bạn khóc và rất nhiều bạn không khóc, nhưng mà em biết là mấy bạn trong lòng rất là yêu thương ba mẹ của mình. Dù là mấy bạn đó không nói ra cảm xúc của mình, nhưng tấm lòng của mấy bạn đó đã được viết trong thư. Qua lớp học kỳ quân đội này giúp cho em rèn luyện tính tỉ mỉ, cũng chăm chút cho mình hơn và biết yêu thương mọi người hơn. Đến đây thì em cảm thấy là mình đã trưởng thành hơn, mình đã biết cha mẹ mình đã cực khổ như thế nào và hiểu rõ hơn cho ba mẹ, và em cảm thấy yêu thương ba mẹ của mình hơn. Điều em cảm thấy ấn tượng nhất cho qua hôm mình học ở đây là được trải nghiệm tất cả mọi thứ ở đây, và được xa ba mẹ 10 ngày để tự lập một mình, và em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn khi đã học qua cái khóa học này. Là chiến sĩ chỉ trong 10 ngày hè ngắn ngủi, nhưng động lại trong các em rất nhiều cảm xúc, rất nhiều kỷ niệm. Bởi ở môi trường quân đội, các chiến sĩ nhỏ đã cùng nhau học tập và rèn luyện với những bài học bổ ích, những trải nghiệm lý thú mà không nơi nào có được. Để rồi khi trở về nhà là con ngoan trò giỏi, các em cũng không thể nào quên mùa hè ấn tượng, sôi động với học kỳ quân đội.